Này, mày ra đây, úi giời, úi giời. Vút tâm một phát vào đầu một thằng luôn em ạ. Mà chỉ cầm G18 thôi. Làm gì đấy bạn ơi, làm gì đấy bạn ra đây. Ra đây gạt giò thằng này luôn nhá. Không thể nào bạn để cho thằng này nó đẻ trứng được mà ra đây. Mày ra đây mày bò đi, bò đi, lăn lê bò trường đi bạn ơi. Lăn lê bò trường, ê, gì đấy bạn ơi. Bạn làm gì đấy, ê, à phải trường có thằng nữa kìa. Thằng Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn coi thêm một video nữa. Và mình xin chúc cho các bạn khi mà xem cái video của mình ấy có một cái mới thiệt là vui vẻ nhé các bạn. Và ok, ở cái chủ đề chính của cái video này ấy, thì mình sẽ nói về một cái nhân vật. À, mình sẽ sử dụng một cái nhân vật phải gọi là đã thất truyền ở trong game rất là lâu rồi. Đấy chính là cái nhân vật Ngộ Không. Và như các bạn đều biết rằng ấy là sang cái phiên bản cập nhật OB27, OB28 chúng ta ấy là cái nhân vật Ngộ Không mà nó vừa mới update cái ấy, là đã được 100% giảm thời gian hồi chiêu khi mà các bạn gọi là hạ ngục một bạn kẻ địch thôi các bạn ạ. Rất là đơn giản luôn, nghĩa là chỉ cần ấy là kể cả cái định chơi tiếp 4 chân nữa, chỉ cần cái định bị bắn nốc cái là các bạn đã có được 100% là thời gian hồi chiêu rồi. Nhưng mà tưởng rằng ở đây sẽ là một cái nhân vật được sử dụng nhiều nhất ở bên trong game ở phiên bản OB27, OB28, nhưng mà không phải như thế luôn mọi người ạ. Bởi vì nhân vật này thì cũng có được cái điểm yếu, đấy là nếu mà các bạn mà giơ súng lên bắn ngang cả tầm đầu mà khi mà các bạn mà chưa tiến hành ngộ cỏ ấy, đấy thì lúc đấy là các bạn vẫn dính sát tư bình thường các bạn nhá. Đó là cái điểm yếu khi mà chúng ta sử dụng nhân vật Ngộ Không, nên là cũng không được ưa nhiều thanh niên sử dụng lắm anh em ạ. Bây giờ là chúng ta đã có được cái khẩu súng lục G18 để chúng ta dâng lên công em ạ. À cũng có chịu Ngộ Không bắt chiếc tôi à? Bắt chiếc tôi à? Căng. Ra đây hai thanh niên cả. Này, mày ra đây. Úi giời. Vút tâm một phát vào đầu một thằng luôn em ạ, mà chỉ cầm G18 thôi. Làm gì đấy bạn ơi? Làm gì đấy bạn ra đây? Ra đây gạt giò thằng này luôn nhá. Không thể nào bạn để cho thằng này nó đẻ trứng được mà ra đây. Mày ra đây mày bò đi. Bò đi, lăn lê bò trường đi bạn ơi. Lăn lê bò trường. Ê, gì đấy bạn ơi? Bạn làm gì đấy? Ê, à phải trường có thằng nữa kìa. Thằng đứa lại, úi rồi may quá, may mà tôi tay là nhanh hơn não, thế là nhặt được cái khẩu gọi là súng căn mà AK7 các bạn. Và tiếp theo đấy là mình đã có được tiến lên M40, chứ mà đang có một thanh niên rơi dâng lên đây bạn ơi, tiến gọi là tiến hóa gỗ cỏ ạ. Mày ra đây, mày đây, mày ra đây con lợn này. Ok, mạng của thứ hai luôn, quá là đơn giản luôn. Và bây giờ ở trong cái ván đấu chúng ta chỉ có một thanh niên cuối cùng ngay trước mắt mình thôi. Mày ra đây em ơi, sao đứng yên như trời trồng thế này. Giời ơi, một pha 1v4 em thấy căng không, quá căng và là quá nguy hiểm luôn, gì nữa. Mình nghĩ là chắc là ngoài mình ra không ai làm được cái pha bắn căng như vậy đâu mọi người ạ. Ok, và mọi người có thể thấy là tính năng của nhân vật gỗ cỏ ai đã gọi là cứu sống mình ở những cái pha gọi là chiến đấu vừa rồi, rất là may mắn luôn. Ok, còn một cái điều nữa ấy, mà có lẽ là một số bạn là vẫn chưa biết đâu, đấy là nếu mà chúng ta mà ra được cái gọi là chế độ danh tự chiến đảo sa mạc ấy thì chắc chắn ở đây sẽ có rất là nhiều cái bụi cỏ ở đây, và đây sẽ là cái cơ hội cho những cái bạn nào sử dụng tính năng của nhân vật Ngộ Không em ạ. Đấy, rất là hợp lý phải không? Thì được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục là dâng lên phía đằng trên. Và như mọi người thấy là ở trong cái ván đấu này chúng ta sẽ có được hai cái trang bị súng bắn gần, đấy là MAK7 kết hợp với bên đó là tiểu liên MP40 anh em, rất là ngon luôn. Đấy, chúng ta ở nguyên cái vị trí trên này chắc chắn là không thằng nào biết đâu anh em ạ, là không biết là có trôn thằng nào. Ui, có một thằng nó chạy ngang qua đây. Ê, anh em thấy gì ạ? Có thằng nào nhìn thấy đâu, tôi đang đứng nguyên chỗ này mà không thằng nào thèm bắn. Ui rồi, hết thời gian đấy các bạn, phải nhảy xuống dưới rồi. Bây giờ đội mình là chỉ còn đúng hai thanh niên cuối này, đội bạn tận 3 thằng cơ, vãi cả trưởng luôn. Bên trái lại có một thanh niên nữa này, ông canh tôi là hơi lâu rồi đấy bạn nè. Để tôi cuốn máu cho này cái đã. Ui, làm gì ấy, ta thấy mất rồi, thấy mất rồi. Mày ngu thế hả em ơi? Rồi ôi, cắm đầu cắm cổ vào chỗ chết làm cái gì bạn ơi. Đội bạn bây giờ là chỉ còn duy nhất một thanh niên cuối thôi đúng không? Đâu rồi, ra đây đê bạn đê. Ui nhìn thằng kia bỏ thương vãi trưởng, tôi là đang biến sẵn thành cái bụi cây này, đợi thằng kia nó ra là cứu đồng đội cái là mình vả cho nó không chịu phát nào. Cô chúng ta đây rồi, mày ra đây, mày ra đây đám ơi. Ui rồi ôi, sao chạy ra cứu đồng đội, mẹ cái thằng này nó chơi cá nhân thế biết nữa. Ai à, mày đây rồi, mày đây rồi em ơi, chạy đâu còn nắng em ơi. Giời ơi, quá là đơn giản luôn. Ok, vậy chúng ta đã có được cái mạng tiếp theo nhá. Em thấy easy không? Đã bảo rồi, mình đã bảo mọi người rồi, leo danh bằng cái nhân vật này thì cứ phải gọi là quá là easy luôn, không thể nào mà không chiến thắng được. Ok, nói chung ấy, nếu mà các bạn mà không chiến thắng được ấy là do các bạn là một là trôn, hai là các bạn không biết bắn, không biết sử dụng tính năng của nhân vật gỗ không thì thôi, gọi là sử dụng không đúng lúc thôi các bạn ạ. Chứ thực ra là nếu mà vào cái danh map đảo sa mạc ấy thì chắc chắn một cái nhân vật mà không làm mà thiếu đấy chính là cái nhân vật gỗ không em nhá. Đó thì bây giờ nói như vậy đã đủ rồi, thì bây giờ ta sẽ dâng lên phía đằng trên và cố gắng là kiếm tốt trong cái ván đấu này thôi mọi người ạ. À, chúng ta sẽ nhảy lên trên mấy khúc xương nhá. Mình nghĩ ở trên này sẽ có là một cái vị trí khá là tốt đấy. Chúng ta sẽ biến sẵn thành cái bụi cỏ luôn. Đó, chờ địch. Ơ không có à? Em bình thường là nghe phải có thằng nó chạy lên đây nhỉ. Cay thế nhỉ. Mình thấy ba thằng ở phía dưới đấy các bạn. Ui. Thì mất mạng. Ui rồi, đội tôi tận 2 thì nên mất mạng luôn. Trời đụ chơi vậy sao chơi? Nào, ui dồi ôi, hai thiên nhiên mất bạn, đúng hai thiên nhiên đốc đầu tiên luôn các bạn ạ, không thể tin nổi luôn.
Ok, vậy là bây giờ đội bạn vẫn còn nguyên 4 thằng. Đội mình còn còn đúng 2 thí sinh cuối trong trong đấy, bao gồm cả mình luôn này các bạn. À có thằng nào bắn mình Vector này. Vector với chúng tôi này. Vector mà đòi với cả M40 mã xả. Tuổi lìn các bạn ạ. Vớ va vớ vẩn. Mặc dù là cái của mình level 4 thôi nhưng mà vẫn thừa bắn em nhá. Gọi là quan trọng là cái trình độ, quan trọng là cái kỹ năng. Ây da, đau mẹ nha mày. Mẹ thằng này nó sử dụng, nó bắn xa, nó bắn cắn mình anh em ạ. Mày ra đây mày bắn gần nó coi nào, bắn gần nó vuốt cho là không trượt phát nào luôn. Ok, vậy là bây giờ chúng ta đang trong cái thế này à, solo 1v3, quả này là hơi căng ấy. Chắc là quả này mình không gáy đâu em ạ, bởi vì hơi khó thắng ấy. À, dưới này, đây rồi em ơi, đây rồi, ui mày câu liệu à. May và tay nhanh hơn não các bạn ạ, không tí được quả đấy là vỡ một con chó sồn rồi. Nào, chúng mày ra đây, chúng mày ra đây. À, bên định công ai, nhảy xuống dưới này làm gì nhau. Mày dọn mày nhảy xuống dưới đấy, cho chú vỡ đầu này. À, bên đây không, mày, mày rồi, mày, ui rồi, vai cả trượng luôn. Thành máu đỏ 3 lần rồi, mà thêm méo nào đéo chết kìa. Mẹ thằng này, thằng này mày sống sai vậy. Vãi cả đái, em thấy quả đấy hư cấu không? Rõ ràng quả đấy là tôi cầm mà mày tôi sấy vào đầu nó 3 phát rồi. Mẹ con lợn này nó còn nhảy ngay trước mắt mình chứ. Cay vãi cả đái luôn. Mẹ chúng mày, thằng danh con này. Ok, vậy đã đây cái động lực để chúng ta có thể chiến thắng này cho cái thằng này. Cái thằng áo trắng này cho nó vỡ mặt anh em ạ. Lão thật sự luôn đấy, nó dám nhảy trước mắt mình. Mẹ nó hên như con cờ hò luôn em ạ. Em công nhận đâu, rõ ràng là quả đấy bị cầm MVP mình vút phát vào đầu nó rồi. 3 thanh máu, 100 máu thêm mà mẹ không chết. Công nhận là sống thằng này mạnh liệt đấy. Thôi không sao, thua kèo này ta bảy kèo khác có cái gì đâu. Mặc dù đây là cái phản đấu quyết định nhưng mà chắc chắn là team mình sẽ lật kèo được anh em nhá. Đấy, quân tử nhất ngôn trả thú 10 năm vẫn chưa muộn, không có gì cả. Đấy, lần này mình sẽ trang bị sẵn cho mình tiếp là cái trang bị ống kim tiêm mọi người ạ. Đây là cái trang bị không thể nào mà thiếu được đó. À thực ra đây là cái bộ hồi phục các bạn nhá. Đó, nào chúng ta gọi là trèo đèo gọi là lội suối. Cuối cùng là sau 7749 thử thách là chúng ta cũng đang đấy cái vị trí quyết định, thì mình sẽ hóa sát là cái bụi cây luôn anh em nhá. Nào mày dọn mày ra đây đi, chắc chắn đã có một thằng ở đây này. Ê à, bộ lạc, ui rồi mạng này tí nữa là mạng của tôi rồi. Tôi vuốt đẹp như thế rồi cơ mà, đẹp như trong tranh như thế rồi, thế mà vẫn có thằng ăn đẹp tiếc biết nữa chứ. Ôi ôi chết, mẹ thằng mày, mày ra đây. À mày được con lợn này đúng không? Mẹ con lợn này, nãy giờ là tôi đợi con lợn này nó lâu lắm rồi em ạ. Nãy giờ là thằng cờ hó này nó nhảy trước mặt tôi, nó trêu tôi, nó khinh bỉ tôi thật sự luôn. Và bây giờ chúng ta mới có cái cơ hội để trả thù con lợn này em ạ. Con lợn nhựa này nữa, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy. Mãi mới có được cái cơ hội báo thù, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể làm mà nhảy gọi là chế giễu được, bởi vì đội bạn bây giờ vẫn còn 2 thiên nữa cơ. Đội mình thì còn 2 người, chúng ta đang trong cái tình thế đấy solo 2v2 rất là căng luôn anh em ạ. Đấy, hai team đua solo với nhau, liệu rằng là team nào sẽ là người giành chiến thắng đây. Nếu mà team bạn mà thành giành chiến thắng đội này quả này là chắc chắn là team mình tò oang tang luôn các bạn ạ. Ô phía trên đây không phải có mạng à? Đâu rồi, thầy đi còn lại đâu rồi? Ui nó nổ súng kia, chắc chắn là đang ở dưới này đúng không? Đây rồi, một thanh niên này, bên đây, cầm súng lại bắn đồng đội anh à. Thằng nữa nào, ui rồi ôi, hai thằng này, một thằng đang có bộ hồi phục đúng không? Mày làm gì, mày định trích á, à thằng này lão thật đấy, nó quay đít vào mặt mình, để gọi là nó chống đít vào mặt mình để nó trích thuốc em ạ. Lão thật sự luôn đấy, nó không coi ai là gì. À, con lợn này. Đó em thấy gì chưa, đã bảo rồi mà. Tôi bảo tôi lật kèo được là lật kèo được, mà trông tôi uy tín thế này kia mà anh em, đúng không? Hợp lý luôn. Ok, vậy là đây là cái vận đấu quyết định của chúng ta rồi. Nếu mà chúng ta gọi là win nước cái vận đấu này là chúng ta đã có thể chiến thắng trong cái chiến đấu tử chiến rồi. À anh em ạ. Và khi mà mình thắng ấy, gọi là nhảy té tua cho thằng kia nó cay rồi em ạ. Cái thằng áo trắng ấy, thằng áo trắng mà nó bắn được mình đúng một phát vào đấy là nó nhảy ấy. Còn lợn láo nháo cay thật sự luôn đấy các bạn ạ. Đâu rồi? Đội bạn đâu rồi? Đội bạn ra đây. Ai ai đâu. Vừa mới gọi là xuất đầu lộ diện ra thôi mà chi gì nó cấu cho một phát là 80 HP rồi. Mẹ không còn nhân tính con người nữa em ạ. Bọn này là con vật hết rồi. Mày ra đây mày phải trả giá. Úi giời ơi, phải ai nào nó. Ai vừa mới mất một túi cứu thương rồi, bây giờ là hết sạch rồi đấy em ơi. Ê, mày ra đây, mày ra đây. Ơi, nó có lưu kìa. Tay nhanh nào. Tay nhanh nào này. Úi giời bạn tuổi tôm. Định chơi mình á. Nào, ra đây bạn còn non và xanh lắm. Đấy cái thằng áo trắng kia, cái con lợn nhựa kia kìa. Đã chết rồi kìa. Đấy. Gọi là quả báo đấy các bạn ạ. À, mày ra đây, mày bắn đồng đội của anh mày à. Láo nháo thật sự luôn các bạn ạ. Đây bạn ơi, để mình cứu cho, mình đến đây rồi. Đây, tình đồng đội anh em sống chết có nhau đúng không? Ê, nhìn thật kìa, bỏ thương vã trưởng, không khác gì mình bỏ như vừa rồi luôn mọi người ạ. Thôi, các bạn đừng bắn nó, đừng có mình ở đây, bạn không được bắn nó. Phải để nó chết bằng cái lựu đạn của mình cho nó nhục, bạn hiểu không? Đấy, mình quăng lựu đạn cái là mình nhảy cho bạn coi này. Nhảy này. Ôi giời ơi, thích điên thường thế không biết được. Bỏ, chặt dẹo, hết cả người thôi. Ô, thắng rồi à? Quá là đơn giản luôn.
Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình like và nhớ subscribe kênh YouTube, và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.